어두운 불빛 아래 촛불 하나 와인잔에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에서 널 지켜줄 거야 나 믿어준 너였잖아 oh. 언제나 이 순간을 잊지 않을게 내 품에 안긴 너의 미소가 영원히 비추리 gái hiền lương thương là thương em rồi mong đôi mình nên nghĩa trầu cao thương mối tình đậm sâu đôi ta đường bền lâu cho tròn câu hẹn ước anh và em sẽ kết duyên mặn nồng dây là dây tơ hồng duyên giờ chồng chỉ có đôi ta em là cô gái hiền theo anh về làm dâu miền quê duyên khắc chặn tình nhau thương muôn vàng đời sau ông trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồng cho dù bao tố phong bao tố phong ba dòng tố đau thương dù có chia xa dù có phong ba ta vẫn không ngại ngùng mong một ngày cây lúa cây trổ bông đôi ta cùng chung một dòng sông đồng lúa mênh mông duyên đời chờ trông hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây nơi đô thành em là gái hiền lương thương là thương em rồi mong đôi mình nên nghĩa trầu cao thương mối tình đậm sâu đôi ta đường bền lâu cho tròn câu hẹn ước anh và em sẽ kết duyên mặn nồng kính thưa quý tộc họ nhà gái thì như đã giao ước giữa hai họ thì hôm nay họ nhà trai chúng tôi đã chọn ngày lành tháng tốt đến để xin đầu tiên là xin cái lễ nhập gia để tiến hành cái nghi lễ đón họ yeah. Bà nội ha bà nội chữ tộc bà bảy chữ tộc bà bảy chữ rồi con xuống đây xin phép cho mời họ nhà trai chúng tôi tới tấn lễ. Sau khi họ nhà trai tấn lễ thì tôi sẽ đại diện họ nhà gái. Hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây. Cho dù bao tố phong ba. Cho dù neo đời con xa. Anh sẽ đưa em đi hết quãng đường dòng tố. Thương dù
có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa cây trồ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Đồng lúa mênh mông, duyên đời chờ trông. Hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây. Hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây. Hạnh phúc nơi đây. Thì cũng xin kính trình quý tộc họ nhà gái. Thì hôm nay đến với buổi lễ thì họ nhà trai chúng tôi đến với phẩm vật gồm có sáng mâm, trà, rượu, bánh trái cây và đặc biệt là có cái phần mâm nếp để thể hiện sự ấm no hạnh phúc cho hai cháu. Và xin kính trình. Hai xui gia mà có thể nguyện hương để cầu nguyện cho hạnh phúc cho hai cháu. Ông tơ ở cao cao cao, bà Nguyệt ở xa xa xa. Tơ hồng sẽ nối tình duyên. Vừa rồi thì hai xui gia cũng đã nguyện hương để cầu phúc cho hai cháu. Thì tất cả các nghi lễ còn lại thì chúng tôi đã thực hiện lúc lễ hỏi rồi. Thì bây giờ thì chúng tôi chỉ đến để xin tiến hành làm cái nghi lễ là đón họ và đến với gia đình của chúng tôi. Thì cái gì cái phải nói là thời gian qua thì từ vừa đám hỏi đến ngày đám cưới nó không có bao nhiêu lâu. Nhưng mà chúng tôi thấy là cái tình cảm, tình yêu thương của tất cả quý tộc họ nhà gái đã dành cho cô dâu và chú rể là phải nói là rất là quý, và họ nhà trai chúng tôi rất là trân trọng. Thì chính vì cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn rồi hai đứa nó sẽ hạnh phúc thôi. Được sự chăm sóc của ông bà cha mẹ và tình yêu thương thế này thì chắc chắn hai đứa nó sẽ rất là hạnh phúc về sau. Thì một lần nữa xin phép được thay mặt họ nhà trai, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả quý tộc họ nhà gái. Thứ nhất là đã dành mọi sự dễ dàng trong nghi lễ để tiến hành cho hai cháu. Thứ hai là vì cái tình yêu thương của tất cả quý tộc họ nhà gái đã dành cho gia đình chúng tôi nói chung và nói riêng là cho cô dâu và chú rể. Vì thế nhân trước bước thềm năm mới, họ nhà trai chúng tôi cũng xin được gửi đến tất cả quý tộc họ nhà gái lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt trong cuộc sống. Thì tôi cũng xin thay mặt cho rồi bây giờ thì chúng tôi cũng xin làm hai cái lễ, đó là cái lễ thỉnh họ và cái lễ cứu. Có nói rồi, còn về phần ông trầu cũng có bàn với ông đại diện. Thì chắc có lẽ là mình để ba bữa hai đứa về về dở sao. À, chứ bây giờ thì không có nó ở đây nữa. Dạ. Thì thôi giờ mình sẽ xin kính thỉnh. Dạ. Ông tơ ở cao cao cao, bà Nguyệt ở xa xa xa. Hồng sẽ nối tình duyên đôi ta, thương nhau đã bao năm qua. Ta thầm mơ ước ngày lên sẽ qua. Thương em nết na xinh xinh, thương anh biết lo tương lai. Tơ hồng sẽ tình duyên đôi ta, khi mai khoe sắc đón xuân là ngày hai đứa đẹp duyên bên nhau. Kìa xem đôi cánh bướm vàng, bướm vàng nó đầu cánh hoa mai vàng. Mai vàng nở mừng xuân sang là ngày anh đến trước giờ.
nhau về làng. Ông tơ sẽ nối duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chi hồng. Chi hồng theo... Thôi lần đầu tiên xin phép được thay mặt cho họ nhà trai xin được hân hoan chào đón tất cả quý tộc họ nhà gái đã đến với gia đình để tiến hành cái nghi lễ cho hạnh phúc của hai cháu. Xin được gửi đến tất cả quý tộc họ nhà gái lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất. Bạn gái. Rồi, chúc mừng. Thì thôi bây giờ chắc xin phép cho hai cháu nó ra để mình tiến hành cái lễ. Hai cháu làm lễ gia tiên xong rồi bây giờ thì xin phép để cho hai cháu ra mắt. Thì cái phong tục ra mắt họ là để chi, để cho hai con biết được dòng họ bên chờ bên vợ mình là ai và bên chồng mình là ai, để sau khi về làm dâu hay làm rể thì mình biết để mình thưa gửi. Bên cạnh đó thì các chú bác ông bà sẽ có những lời chúc cho hai con và tặng quà cho hai con ha. Nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau, tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, em nguyện yêu có anh, mong ông trời minh chứng, chứng cho tình yêu chúng mình. Nguyện một lòng yêu anh cuộc đời không xa rời nhau, cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Thôi để thay lời cảm ơn ông nội, ông út, mấy dì cô, dì dượng với bà Bảy và mấy bà bên hội nhà gái, thì thôi xin phép cho cháu nó hai xá để nó thay lời đền ơn cảm ơn quý vị đã dính thời gian đến dự và chúc phúc cho hai cháu. Con xá hai xá rồi. Rồi bây giờ thì bắt đầu tới cô dì dượng chú bác rồi đó, chuẩn bị vô tặng quà chụp hình đây cho nó đẹp luôn. Rồi, con đưa rượu của hai con. Đúng ra con phải dâng rượu trước, con lấy tiền sau. Rồi, tiếp tục. À, tiếp tục cái này là gì? Chú Thiếm đưa rượu trước, con đưa rượu thuốc, đưa rượu trước đi, uống rượu đi. Rồi tiếp tục con. Hai đứa biết cách làm ăn rồi đó. Rồi đứa
Rồi nhắm môi. Rồi tới cái này, này là gì? Cậu mở năm, hai ly con, hai ly. Rồi đưa đưa rượu trước được con. Dạ. Rồi tới à, ai? Rồi về giữa. Hoa bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô. Rồi đưa về giữa luôn con. Đưa về giữa luôn. Rồi còn ai không? Ừ. Mỗi bữa đông lắm ở đây sao mất tiêu hết trơn rồi. Chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Em thấy lòng sao xuyên đắng cay. Em thấy lòng yêu mến anh thêm. Còn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mới. Tung tăng đưa người thương mến xa làng, qua bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô dâu, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh. Nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo, trong áo dài khăn đông quê hương. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tơ. Tơ sẽ sơ duyên lòng mong thắm đời hiền thật thà. Trời thương cho anh vui sống bên thiên nga. Ôi cao đẹp thấy tấm lòng thủy chung. Trên dương gian thương biết bao cuộc tình. Chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Em thấy lòng sao xuyên đắng cay. Em thấy lòng yêu mến anh thêm. Em đang mong chờ anh tới, xin cưới vào mùa xuân. Thôi thì chú nói với hai con thế này. Sống trên cõi đời này á, tất cả mọi người đều sẽ nhận một thiên chức hết sức là cao quý và thiêng liêng. Đó là thiên chức làm cha làm mẹ. Ai rồi cũng sẽ làm cha làm mẹ. Mà cái thiên chức đó là ở chỗ nào? Ở chỗ là khi làm cha làm mẹ thì tất cả đều lo cho con. Vất vả khó khăn gì hết cha mẹ nhận hết. Chỉ mong sao con mình mãi mãi hạnh phúc. Thì đó là một điều mà đã làm tròn nhiệm vụ cái thiên chức của cha mẹ. Hai con nhớ điều đó. Đối với cha mẹ thì nuôi con cả đời, nhưng mà với con chỉ cần một miếng trái cây, một miếng bánh ngọt, một cái quần, một cái áo là ba mẹ rất là hạnh phúc, rất là vui. Do đó chú mong hai con hãy cùng nhau. Người ta nói là vợ chồng là chung lòng với nhau thì tắc biên đông cũng cạn. Thì hai con hãy cố gắng làm thế nào đó mà kiếm tiền nhanh hơn tuổi già của ba mẹ, để có dịp đền đáp công ơn cha mẹ, để cho cha mẹ thấy mà cha mẹ vui và hạnh phúc, để sống lâu với hai con, đúng không? Đó, khi nhìn lại thấy hai con hạnh phúc là cha mẹ thấy cuộc đời quá hạnh phúc, của cha mẹ sẽ sống lâu hơn, sức khỏe sẽ khỏe hơn nhiều. Còn nếu nhìn lại thấy hai con sao mà hai đứa nó cứ lục đục hoài thì cha mẹ buồn, từ chỗ đó mà sức khỏe nó cũng không tốt. Thì hãy nhớ lấy điều đó nha. Thì thôi bây giờ trong ngày hạnh phúc hôm nay, hai con mượn hai ly rượu một lần nữa dâng lên cho ba mẹ và hứa với ba mẹ là sống cho thật tốt, thật hạnh phúc. Vì chính hạnh phúc của hai con cũng là hạnh phúc của ba mẹ, nhớ lấy điều đó. Và sau lưng ba mẹ hãy nhớ lấy, sau lưng hai con lúc nào ba mẹ cũng dõi theo nha, phải nhớ lấy điều đó. Thành thử nó có cái gì đó khó xử khó khăn gì cứ trình với ba mẹ để ba mẹ tiếp và giải quyết giúp đỡ cho hai con trong mọi khó khăn. Tại vì ba mẹ là những người đi trước, phải nhớ lấy điều đó chứ đừng có
mà làm cái gì ngang đó mà không hỏi ba mẹ thì không được, thất bại. Đó, nhớ điều đó. Thôi bây giờ hai con mượn này rượu dâng lên ba mẹ đi. Đi cho ba trước. Con dâng bên ba. Rồi mời lời đi con. Rồi, ham xui bắt tay cái, ham xui đứng bắt tay cái. Rồi, cho xin đặt bắt tay à. Đó, rồi hai con biết này, một câu á, người ta nói á, là bên ướt á, thì mẹ nằm, ở bên ráo thì con lăn. Đó, mẹ là những người vất vả nhất để mà nuôi nấng hai con đến ngày hạnh phúc hôm nay. Bên cạnh đó là rường cột của nhà, đó là ba. Thì thôi bây giờ hai con yêu rượu lên, cầm rượu. Rồi, như cho mẹ. Chợ thanh thang trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú dễ thật lạ. Thôi sáng hai sáng vừa khai, cảm ơn ba mẹ đi con. Rồi ba mẹ có gửi gắm thì hôm nay là đúng là ngày gửi gắm đó, làm dâu, về làm dâu. Thôi ông, cái này tôi dạ ông hay không? Dạ ông. Rồi ông. Ông thì không có gì, có lì xì cho con thôi. Nha. Rồi hai con. Bây giờ chú chỉ nói thế này thôi. Mặc dù thế nào đó, nhưng mà chú cũng đã theo dõi con và gia đình hai bên xu gia với nhau. Chú rất là hạnh phúc và rất là vui khi biết ba mẹ con được kết thông gia với ông bà ở đây. Nên là đây là những người mà phải nói là một, mặc dù một thời gian ngắn chú theo dõi thôi mà chú biết là hai bên rất là thương hai con. Ba mẹ hai bên rất là thương hai con. Thì đó là một điều rất là quý, quý vô cùng. Phải không? Và bên cạnh đó thì hai con cũng đã có trả hiếu một phần, đó là hai con đã ăn học và đã thành đạt. Thì đó là cái hiếu hai con đã trả một phần cho ba mẹ rồi đó. Nha, thì thôi cứ như thế mà cố gắng lên, vươn lên. Nha, vươn lên, ta nói sống sau vồ sống trước. Đó, con hơn cha mẹ là nhà có phúc mà, thì hai con đừng có lo gì hết. Thì thôi bây giờ chú uống rượu chúc hai con cũng như mọi người thôi trăm năm hạnh phúc. Tại sao tất cả đều chúc có một câu, một là trăm năm hạnh phúc. Hai chữ viết rất là gọn, rất là ngắn, nhưng mà ý nghĩa nó sâu xa, giữ nó được rất là khó, đúng không? Thành thử hai con cố gắng ha, nhường nhịn nhau để giữ hạnh phúc. Rồi, đúng rồi con. Rồi thôi thì bộ lễ đến đây đã kết thúc rất là tốt đẹp. Thì tất cả chúng ta đây chắc là cũng mong mỏi một điều thôi, là làm sao cho cái tình nghĩa xu gia mãi mãi được bền chặt và hai con mãi mãi được hạnh phúc. Đó là một điều quý nhất của bậc làm cha làm mẹ. Thì cuối cùng thì một lần nữa tôi xin phép được thay mặt cho họ nhà trai xin được chân thành cảm ơn tất cả quý tộc hoàng nhà gái đã nhún chút thời gian vượt một đoạn đường đến đây để mà đưa cháu về nhà chồng, và đồng thời chúc phúc cho hai cháu. Vì thế thì nhân dịp năm mới thì tôi cũng xin phép được thay mặt họ nhà trai một lần nữa xin được gửi đến tất cả quý tộc hoàng nhà gái lời chúc an lành, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và nhân đây thì chắc cũng xin phép được kính thỉnh tất cả quý tộc họ nhà gái nán lại đô phúc để dự với họ nhà trai chúng tôi buổi tiệc thân mật để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Dạ xin mời. Dạ.
cao trâu đắm say lòng ngất ngây. Ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta. Giang tân nương thước tha quá mặn, khiến ai lòng rối bơ. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc nhau. Lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên. Rung vang lời ca chúc nhau, hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Sai lòng ngất ngây, ngàn khúc ca trao lời thiết tha. Ánh nắng ban mai như ru tình ta, giang tân nương thước tha quá mặn, khiến ai lòng rối bơ. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc nhau. Lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên. Rung vang lời ca chúc nhau, hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Nhưng đeo tay có nhau trong đời, tình mình bền lâu suốt đời. Dẫn lối đôi ta hữu duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên nương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu.